fan hâm mộ về phim Cô Gái thì theo như cái theo như như cái video trước sẽ có một cái chương trình là chương trình tri ân những người đam mê và những khách hàng đã biết đến những cái con chim. Thì đến giờ phút này là giờ phút mình phát trên Facebook trực tiếp sẽ tìm ra ba người may mắn. Thì cái thể lệ như sau, thì sau 2 ngày mình đăng lên cái clip thì sẽ có một con chim giọng còi và con chim giọng thổ đặc, và một con chim hôm nay đến giờ phút này mình thấy là nhiều người cũng có ý kiến, thì qua những ý kiến đó mình sẽ bổ sung thêm một giải thưởng nữa dành cho một người khách hàng may mắn cũng như một người yêu thích chim Cô Gái. Vậy là hôm nay sẽ bốc ba phiếu. Thì trước khi diễn ra cái bốc thăm trúng thưởng đấy thì mình cũng có chia sẻ một vài điều. Thứ nhất là đây là một cái chương trình vui chơi quy tụ những cái người đam mê và sẽ có những cái sự công tâm nhất và khách quan nhất, và sẽ là để cho các bạn khỏi phải lăn tăn một vấn đề gì cả. Các bạn yên tâm là sẽ rất là công tâm. Thì hiện bây giờ là sẽ có cái bốc thăm đây, và sẽ có cái một cái thể lệ là sẽ có một khách hàng, và một khách hàng này là sẽ bốc trước. Người bốc số 1 sẽ là trúng thưởng con chim còi đồng, và người bốc số điện thoại thứ hai nổi lên thì sẽ là con thổ đặng, và người thứ ba là mình mới ra quyết định thêm vào giờ phút cuối là sẽ chim con chim là khổng lồ giọng thổ sấm. Thì trong cái quá trình 2 ngày vừa qua thì cũng sẽ có những cái tổ chức chương trình, còn buổi đầu sẽ còn là chương trình số 1 sẽ có những cái bỡ ngỡ, có những cái sơ suất, mong các bác anh chị em sẽ bỏ qua và sẽ thông cảm. Chúng tôi sẽ rút kinh nghiệm cho những lần sau, và hẹn tiết tới là sẽ có chương trình số 2 ở miền Trung, một số 3 và miền Bắc. Thì để không mất thời gian thì mình cũng sẽ giới thiệu qua là mình là Thao, số điện thoại là 01633 5305982. Phát triển về con chim Cô Gái, vườn Cô Gái, chim Cô Gái ngoài Bắc, mãng ông phấn hồng. Thì sau đây sẽ là cái thể lệ để bốc. Thứ nhất là các bạn hay hay quan tâm, đây là kín, và trước khi đây là mình sẽ rất là công tâm. Và sau đây là mời một bé gái, bé này là con gái của mình, đây là bé Vũ Như Ý. Xin mời bạn Vũ Như Ý lên, và trước khi bạn Như Ý bạn sẽ cầm lên và bạn sẽ lắc hai tay, lắc rồi rồi lắc thật kỹ, lắc ngược lên ngược xuống, dốc ngược xuống đấy đấy, rồi 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 bây giờ đặt xuống bàn và mở nắp ra và mặt quay ra đằng sau, tay thò vào thật sâu, tay thò vào thật sâu, bới thật một số dưới đáy hoặc ở giữa tùy đó, lấy một phiếu thôi ạ. Rồi bây giờ là xin mời em Như Ý, em sẽ đọc cái số điện thoại này lên. 0904067997. Rồi, số thứ nhất là dành cho bạn chúng may mắn có duyên với con chim còi đồng, là số đây, để vào ô còi đồng. Là tí nữa mình sẽ ban tổ chức các bạn sẽ liên hệ với Thao và liên hệ với anh Vũ ở ga Sài Gòn ở gần bến xe miền Đông. Các bạn sẽ nhận cái sự may mắn này, cái sự tri ân khách hàng này, không có cái mục đích khác. Cái số người may mắn thứ hai, người đam mê chim thứ hai là một bạn nam. Đây là một bạn nam rất là đẹp trai, và anh sẽ làm thủ tục tiếp dự. Anh sẽ cầm cái, trước khi đấy mình sẽ lắc đều lên, mình sẽ lắc đều rất đều nhá, rất công tâm nhá. Mình làm chương trình này là nó một là một cái sân chơi bổ ích, không có ý nghĩa gì cả đấy, mà cũng rất may là được mọi người rất ủng hộ. Thì hy vọng rằng mình sẽ làm tiếp tục làm những cái số tiếp theo và có những cái phần chơi hấp dẫn hơn và giao lưu chia sẻ kinh nghiệm về nuôi con chim cu. Và bây giờ xin mời bạn, bạn này là bạn Phùng Quang Lộc, bạn sẽ lắc đều lên đó, bạn sẽ lắc đều lên, giơ hẳn lên cao lên đầu, lắc đều lên rồi ok. Bây giờ bạn đặt xuống và bạn quay mặt ra đằng sau, mở nắp ra
Rồi, đây là bạn đang quay mặt ra sau. Đó. Thì bạn sẽ tìm một phiếu. Tìm một phiếu rất là theo một cảm nghĩ của mình. Bạn dành tình cảm dành cho ai, người mẫu người như nào, bạn sẽ tìm một phiếu, chỉ một phiếu duy nhất nhá. Rồi, lấy một phiếu ra. Lấy một phiếu ra. Đấy, đặt lên, bạn đặt lên ô số 2 và vạch ra để đọc số điện thoại. Không biết là ai đây, hồi hộp lắm các bạn ơi. Ok, bạn đọc đi, bạn đọc đọc đi để xem nào, giữ yên nhá. Nào từ từ. Nào bạn đọc đọc đi. 0167 387 180. Rồi, mình xin đọc lại chính xác hơn là 0167 384 7180. Đấy là xin chúc mừng bạn người yêu chim bú gáy số 2 ở vị trí nhận được có duyên với một con chim thổ đặc mã ngẫu. Nếu như ai trúng thưởng sẽ liên hệ với Thao và liên hệ với anh Vũ để sớm nhận được cái hai con chim có duyên với chính mình. Và theo tinh thần đó mình sẽ tự tay dành cho một khách hàng tiếp theo, một người đam mê và người theo dõi suốt trong quá trình vừa qua của vườn chim cô gái Thao, chim cô gái ngoài Bắc. Thì mình sẽ bốc một cái, và trước khi bốc mình cũng sẽ làm cái thủ tục như bao nhiêu rất là khách quan và công tâm các bạn nhé. Ok. Ok, không biết là Thao sẽ dành may mắn cho người tiếp theo là ai đây? Một bạn hay không? Mình sẽ nhắm mắt vào, thật là hồi hộp, nín thở nhá. Và mình sẽ quyết định lấy một người. Một người sẽ tham gia hay như thế nào đây? Mình sẽ không có ý gì cả. Mình sẽ tìm thật sâu, không biết được. Và mình quyết định tìm được một cái lá phiếu ngẫu nhiên. Dù ai có được hay không thì đây cũng là một cái cuộc vui. Và ai được thì xin chúc mừng. Hy vọng rằng ai chưa được sẽ xin cảm ơn các bạn và sẽ tham gia chương trình số 2, số 3 tiếp theo. Gì đây? Một đây, ok. Mình quyết định lấy ra một cái số ngẫu nhiên và mình... Ô, một bạn ở Gia Lai. Và số điện thoại như sau. Mình zoom cho nó rõ lại một chút. Cố quá. 0163376908. Ok, xin chúc mừng bạn. Như vậy là chương trình đã tìm ra được ba chủ nhân rất là có duyên với ba con chim. Các bạn có thể cái bức nội dung như thế này mình sẽ công khai trên cái kênh Chim Cú Gáy Hay YouTube của mình và trên Facebook cũng như là Chim Cú Gáy Hay và cái Zalo của số điện thoại của mình. Hy vọng rằng sẽ đem lại những cái giây phút thật là bổ ích sau một buổi tối và sau hai ngày làm việc. Mình cũng sẽ rất công tâm, sẽ mặc dù là rất là mất đi thời gian để mà ghi những cái số của các bạn. Trong quá trình đó sẽ có những cái còn thiếu sót, mong các bạn thông cảm. Và một lần nữa xin chúc mừng ba khách hàng, ba người yêu chim, đam mê chim, thích con chim cô gái, một con chim rất là thân thiện ở miền Bắc. Và xin cảm ơn tất cả các anh em, các bác, các cô, chú, anh chị em đã từng tham gia chương trình. Hẹn gặp lại chương trình số 2 sẽ phát tiếp theo. Nếu như các bạn còn quan tâm hãy đăng ký kênh và hãy theo dõi từng bước. Không biết nói gì hơn, xin chúc các bạn một buổi tối thật vui vẻ, chúc các bạn thành công trong cuộc sống. Xin cảm ơn.